Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Và ngày thứ 6 chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Hôm nay thì trong gia đình của Lido Sài Gòn TV, chúng tôi giới thiệu đến quý vị cô Thanh Mai, một trong những người hiện nay đang quản trị một cái trường học gọi là Beauty School, phải không? Xin được gửi lời chào cô đến nhân ngày Thanksgiving với chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi. Chào cô Thanh Mai. Chào chị Mai. Chào quý vị khán giả của đài Lido Sài Gòn TV. Chào anh Đoàn Trọng, anh Tuấn và chị Thảo Huyền. Nhi Huyền. Nhi Huyền. Hôm nay thì chúng tôi tưởng sáng nay cô lên đây, mời cô lên đây để cô đem theo một con gà tây bự. Nhưng mà Nhi Huyền lại tưởng nghĩ là cô sẽ đem lên cái gì nè? Lông mày. Đem lên lông mày quá. Em cần á. Không. Lông mày. Lông mày thì có anh Trọng đây rồi. Thế Thanh Mai năm nay Thanksgiving tiệm của cô, trường học của cô đón Thanksgiving như thế nào? Anh Đoàn Trọng ơi. Trường học thì cũng như mọi khi, cũng như mọi năm thôi. Những ngày lễ Thanksgiving thì tổ chức cho các em học sinh tiệc trước khi mà họ nghỉ cái ngày mai. Đó là ngày thứ năm cho mỗi cái Thanksgiving. Ở những tiệm Thanh Mai cũng đã ăn mừng từ ngày hôm qua rồi. Nhưng mà cô là một trong những doanh nhân tương đối đến đây thành công, quen thuộc với cộng đồng ở đây. Nhân cái ngày lễ Thanksgiving này, cô nhìn lại, cô muốn cảm ơn ai, cô muốn nói điều gì nhân cái ngày này, thưa cô Thanh Mai? Cảm ơn anh Đoàn Trọng. Đó là cái nỗi niềm ấp ủ của Thanh Mai muốn mượn đài Little Sài Gòn TV để lên đây thay mặt tất cả những cái gì mà Thanh Mai đang điều hành, giống như trường Hair Clean Beauty Academy, trường Happy Art Permanent Makeup School, nhà thẩm mỹ viện Hoài Anh. Thanh Mai xin gửi lời cảm ơn đến quê hương Việt Nam đã, cũng như là ba mẹ đã sanh ra Thanh Mai, cho Thanh Mai gửi lời cảm ơn tới đất nước Mỹ đã cho Thanh Mai được cơ hội làm việc để có cơ hội có thể được giúp đỡ và chia sẻ cùng với những cái gì mà Thanh Mai có được. Cho Thanh Mai đặc biệt cảm ơn đến đài Little Sài Gòn TV cũng như anh em nhân viên của đài đã cho Thanh Mai được cơ hội được tiếp xúc với quý vị khán giả đã và đang theo dõi chương trình. Cho Thanh Mai cảm ơn những quý vị khán giả đã và đang theo dõi chương trình của đài Little Sài Gòn TV cũng như là chương trình Làm Đẹp với Hoa hậu Thanh Mai. Và đặc biệt là Thanh Mai muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng đã và đang ủng hộ thẩm mỹ viện Hoài Anh, các trường học của Thanh Mai về ngành thẩm mỹ. Thế thì Nhi Huyền, mà năm nay là ngày Thanksgiving, cảm ơn như vậy mà hỏi Thanh Mai có thể có cho người ta lại cái gì không? Thật ra mình cũng phải cảm ơn chị Thanh Mai, với chị Thanh Mai đem đến sắc đẹp cho mọi người. Mai là lông mày của chị rất là đẹp. Cảm ơn Nhi Huyền. Cảm ơn anh Đoàn Trọng. Chính vì vậy mà anh Đoàn Trọng á, em phải làm một cái lông mày thật là đẹp để anh Đoàn Trọng. Đây là sản phẩm. Mỗi một ngày. Đây là sản phẩm của chị phải đó, anh Đoàn Trọng. Anh Đoàn Trọng. Nhìn có thấy không? Gương có làm mà dạ, nhìn khác hơn nhỉ. Nhìn khác hơn nhỉ. Thường thường đó chị, cho em hỏi là đến ngày Thanksgiving Black Friday Cyber Monday thì có sale đồ điện tử. Giờ tới ngày này thì có sale mấy cái microblading đây không? Tuấn Anh biết sao không? Thẩm mỹ viện Hoài Anh là một cái thương hiệu đã được nổi tiếng cũng rất là lâu rồi. Rất là nhiều quý vị khán giả đã biết đến thẩm mỹ viện Hoài Anh từ khi mà Thanh Mai còn ở Việt Nam, và bây giờ ở tại nước Mỹ thì Thanh Mai rất là biết ơn. Thực ra là không bao giờ có những chương trình sale, bởi vì những cái nhân viên của Thanh Mai có khi là không có thời gian để phục vụ cho khách. Nhưng mà bởi vì là Thanksgiving cho nên đấy là nó thay lời cảm ơn, thay lời tri ân cùng với khách hàng, Thanh Mai có một cái đặc biệt khuyến mãi cho tất cả các quý vị
các quý vị, đặc biệt là của Đài Little Sài Gòn TV trước nhất, và những quý và những quý vị khán giả của Thẩm mỹ viện Hoài Anh, đồng thời tất cả các em học sinh và những cái người mà muốn đi theo về ngành làm đẹp, đặc biệt là ngành xăm, thì sẽ được 50% off trong tuần lễ Thanksgiving. Vậy Thanksgiving chị mở cửa vào lúc mấy giờ, có khác vào những ngày thường không vậy chị Thanh Mai? Thanh Mai thông thường thì cũng như như Huyền biết không, Thanh Mai thực sự mà mật bí là Thanh Mai là 365 ngày không có nghỉ ngày nào ở tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh. Và đặc biệt là những even ngày lễ, Even New Year của ngày Tết Tết và của ngày Tết của Việt Nam chúng ta đều Thẩm mỹ viện Hoài Anh của Thanh Mai đều phục vụ tất cả những quý khách, bởi vì những cái ngày đó thì khách hàng mới được nghỉ ở những tiệm, ở những hãng xưởng, và đặc biệt là những cái người thợ nail họ mới được nghỉ thì họ đến để làm đẹp. Thanh Mai luôn luôn trực ở đó những ngày lễ. À, giờ mở cửa vẫn bình thường là và mở cửa vẫn bình thường là từ 9 giờ cho đến 6 giờ. Thế thì ngày nào cô nghỉ để cô đi nhà băng? Cô phải có ngày cô phải đi chắc nhà băng nhé. Chắc là rác được phải không chị? Thế trong cái cuộc đời mà doanh nhân của cô đến định cư tại Hoa Kỳ, cô đi làm hôm nay thì là một cái cơ hội để cô ngỏ lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đồng hành với cô, đã giúp cô trong cái khoảng thời gian dài định cư tại Hoa Kỳ này. Đến cái công việc bây giờ của cô có ổn định chưa, hay là cũng phải còn phải có tiếp tục hoài chứ hả, phải học hỏi thêm về làm sao để đáp ứng những cái nhu cầu mà có thể nói một cái xã hội tân tiến bây giờ ngày nào cũng cần phải có những cái đòi hỏi như vậy, thưa Thanh Mai. Dạ đúng rồi. Cô có hay đi mấy cái nước đi học thêm, ví dụ như đi qua Hàn Quốc, đi qua Nhật Bản, đi qua Pháp, đi đâu để học thêm về cái nghề thẩm mỹ của cô không, thưa Thanh Mai? Dạ anh Đoàn Trọng, tại vì cái tất cả các ngành nghề đều phát triển theo thời gian, cũng như là trái đất quay tròn, mình phải bước theo. Cho nên là nếu mà mình không bước theo thì mình sẽ không có thấy những cái gì kiến thức mới. Bởi vậy mà Thanh Mai mỗi một năm ít nhất là một hoặc hai lần Thanh Mai phải đi đến những cái lớp mà gọi là mình gọi là đào tạo về những cái kỹ thuật mới tại Hàn Quốc, tại Nhật Bản hay là tại Pháp. Mỗi một năm Thanh Mai đi một hoặc hai nước, đa số là mỗi một năm khoảng tháng 4 và tháng 10 thì Thanh Mai sẽ đi những cái nơi nào mà có những cái gì về kiến thức về làm đẹp, đặc biệt về ngành xăm, thì Thanh Mai đến để học hỏi về những cái kỹ thuật mới, về những cái sản phẩm mới để làm sao mà giúp cho tất cả những người mà thích làm đẹp và được đến Thẩm mỹ viện Hoài Anh thì sẽ được phục vụ bằng một cái phương pháp tốt nhất và tân tiến nhất. Và được biết rằng với cái công nghệ xăm chân mày 3D microblading thì Thẩm mỹ viện Hoài Anh cũng giống như trường học của chị là một trong những nơi đào tạo đầu tiên về cái công nghệ này, thì chị có thể chia sẻ rằng trong khoảng thời gian cũng rất ngắn về phổ cập cái chương trình và cũng như đào tạo về microblading đó, thì cộng đồng Việt Nam trong cái ngành xăm chân mày 3D này nó phát triển như thế nào? Anh Tuấn có một câu hỏi thật là hay, bởi vì là cái đó là cái mà niềm hãnh diện của Thanh Mai cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Bởi vì anh Tuấn biết không, Thanh Mai ở trong cái ngành xăm thẩm mỹ đã hơn 20 năm rồi. Nhưng mà Thanh Mai có trường học và dạy tất cả những cái sắc tộc, kể cả những cái người Mỹ mà sanh tại đây, rất là đông người đến học ở tại trường học của Thanh Mai. Nhưng mà theo Thanh Mai được biết như một người mà hướng dẫn cho những học sinh mà ngay tại từ tay của mình và từ cái ánh mắt của mình, thì Mai cảm thấy người Việt Nam của chúng ta thật là khéo. Người Việt Nam của chúng ta có bàn tay và có những cái cũng có trí nhớ rất là hay ở trong cái ngành thẩm mỹ, đặc biệt là với cái ngành xăm. Cho nên cái bước đột phá thật là nhanh trong 3 năm gần đây là cái microblading nó xuất hiện, cái kỹ thuật, và người Việt Nam chúng ta cập nhật thật là nhanh. Mỗi một tuần ở thẩm mỹ viện, ở trường thẩm mỹ Hoài Anh và Happy Permanent Makeup School của Thanh Mai tiếp nhận ít nhất là 20 đến 30 học trò, thì trong đó 90% là người Việt Nam. Wow.
Cảm ơn cô Thanh Mai đã dành thời giờ đến đây để chia sẻ cái niềm vui Thanksgiving đến với tất cả mọi người, và đặc biệt qua ngành nghề của cô. Một lần nữa thay mặt cho Lido Sài Gòn TV, cảm ơn cô đã có những cái hoạt động cộng tác với Lido Sài Gòn TV chúng tôi trong một cái thời gian dài. Chúc cô và gia đình và những khách hàng của cô có ngày vui Thanksgiving thật là tuyệt vời. Và đặc biệt một lần nữa chúc anh Tuấn, chúc Như Hiền có cùng với những ngày vui cùng với gia đình. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving anh Trọng, chị Mai. Sáng thứ năm chạy ra sớm coi cái lồng bàn của Thanh Mai cô ra đó trước. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong những giây phút vừa qua, vẫn giữ 18.9 để cùng với Hoàng Trọng Thị và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ sáu. Happy Thanksgiving. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Happy Thanksgiving.